Tập 9 Nàng Dâu Thời Nay sẽ là sự góp mặt của hai gia đình đặc biệt. Nguyên Nghi thì thành hôn được bao lâu rồi ạ? À? Dạ, tụi em đã kết hôn được với nhau là 1 năm 3 tháng 12 ngày. Với những câu hỏi ấn tượng của mẹ con hợp ý. Câu hỏi như sau: nơi nào tại miền Tây được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam năm 2005 công nhận là bảo tàng rắn đầu tiên ở Việt Nam hết? Bé Trang hay quá! Sự phối hợp ăn ý của cả gia đình trong con dâu của mẹ. Hai gia đình sẽ thể hiện như thế nào? Kính mời quý khán giả đón xem tập 9 Nàng Dâu Thời Nay được phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm ngày 2 tháng 3 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.